chương 3795, lão tử quỷ tỉnh lại. Thế giới thụ tại Diêm La Thiên Ngoại Thiên được thắp sáng. Tọa lạc tại một phương tinh không chiến trường của địa ngục giới. Gần với Tu La Tinh trụ giới, Diêm La tộc thần linh, đều là thả ra nội bộ tin tức, bằng tốc độ nhanh nhất, chạy về thế giới thụ, phân tán đến bốn trận đài đại chủ cùng 180 tòa trận đài phủ. Thời khắc sinh tử tồn vong của trí cao bộ tộc đã đến. Chỉ có bằng vào tổ trận, mới có thể thủ hộ tộc nhân. Thiên tôn vẫn lạc, diêm la tộc còn thủ được sao? Bán tổ lần lượt xuất thế, vô lượng liên tiếp vẫn lạc, ta thật cảm ứng được tận thế đến. Vô số tu sĩ diêm la tộc, đều là cảm giác được một vùng tăm tối trước mắt, không nhìn thấy được tương lai cùng hy vọng. Tình thế vô cùng nghiêm trọng, cường giả trên vô lượng cành, đều đang chuẩn bị cho hoàn cảnh xấu nhất, khởi động các loại kế hoạch duy trì kéo dài trùng tộc. Những tu sĩ đại thần cảnh có tiềm lực, lần lượt rời đi diêm la thiên ngoại thiên, phân tán ra bên ngoài, ẩn tàng đến các nơi trong vũ trụ. Diêm dục, diêm hoàng đồ, và diêm chiết tiên, đều là không có đi, thề cùng diêm la tộc cùng tồn vong. Trương Nhược Trần đến, lập tức chấn động chư thần diêm la tộc, dù sao, sau khi thiên tôn ngã xuống, diêm la tộc không có bất diệt vô lượng tọa chấn, không người nào dám xác định, có thể vượt qua một trận hạo kiếp này không? Trương Nhược Trần tinh thần lực đạt tới cấp 90, nếu có thể trợ giúp bọn hắn thôi động tổ trận. Như vậy, dù địch nhân có mạnh hơn đến, cũng tất nhiên có thể chống đỡ được. Tại nhiều vị thần linh đang chen chút, Trương Nhược Trần tiến vào thiên tôn điện, diêm chiết tiên hai mắt đỏ ửng, bước nhanh nghênh đón, nói, thiên tôn, thiên tôn thật vẫn lạc sao. Trương Nhược Trần nhìn về phía diêm dục, và diêm hoàng đồ bọn người, rất không muốn là chính mình đến tuyên bố tin dữ này, nhưng cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu, nói, thiên tôn là vì ngăn cản đương thời đại kiếp, lấy thân tuẫn đạo, xúc động lòng người, ta rất là kính nể, chư vị bớt bi thương, người, cuối cùng rồi sẽ chết, có thể tự mình lựa chọn kiểu chết, có thể vì đạo nghĩa trong lòng mà chết, cũng không uổng một kiếp nhân sinh, tọa chấn thiên tôn điện chủ trận đài, chính là đại nhạc chân nhân, trương nhược trần đem nhân tổ kỳ cùng diêm quân, tạm thời giao cho hắn, do hắn đến chân áp, đương nhiên cũng bao quát năm thành diêm la thiên đạo áo nghĩa bên trong nhân tổ ký. Đại nhạc chân nhân lập tức cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Nói, đế trần đây là muốn rời đi sao? Diêm quân đã bị trần áp tại thiên ngoại thiên. Cốt diêm la khẳng định sẽ tới cứu hắn. Thậm chí là cướp đoạt thế giới thụ cùng thiên ngoại thiên. Chúng ta tất nhiên là nguyện ý liều chết cùng một trận chiến. Nhưng liền sợ vẫn như cũ không địch lại. Diêm dục, diêm hoàng đồ, và diêm chiết tiên bao quát chư thần ở đây của diêm la tộc đều khẩn trương nhìn về phía trương nhược trần sợ trương nhược trần cứ vậy rời đi nhưng bọn hắn cũng minh bạch diêm la tộc trước mắt vũng nước đục này trong thiên hạ sợ là không có mấy người dám dính vào trước đây bọn hắn đã truyền tin xin mấy vị chư thiên cường ra tại địa ngục giới giúp đỡ nhưng bọn hắn ốc còn không mang nổi mình ốc không có người nào có thể thoát thân chạy đến đương nhiên cũng có thể là đang tránh né vũng bùn chết chóc này của diêm la tộc vô nguyệt thay trương nhược trần giải vây nói phu quân bị thương rất nặng a à, hiển nhiên vô nguyệt cũng không hy vọng trương nhược trần lưu tại diêm la tộc trước không đề cập tới uy hiếp của cốt diêm la chính là vị diêm la thái thượng một mực tại bế quan kia cũng làm người ta cực không yên lòng vì phá cảnh tinh thần lực vị kia thế mà làm ra được những sự tình này trương nhược trần nói chân nhân hiểu lầm ta để cho người hỗ trợ trần áp diêm quân là bởi vì ta phải cứu người trước chiết tiên chuẩn bị cho ta một tòa thần điện ở vào hoang vu địa vực trong vạn dặm tốt nhất không có bất kỳ tu sĩ nào bạch vân thần tổ bọn hắn được ta cứu trở về nhưng bị hắc ám hủ thực nhục thân cùng thần hồn cần lập tức thanh trừ diêm chiết tiên vui mừng lập tức nói ta đem xuân vũ phù các chuyển đến giữa đông hải có thể cùng lục địa tách ra có có cần ta hỗ trợ gì cứ việc phân phó diêm hoàng đồ nói cốt diêm la như tiến đánh diêm la thiên ngoại thiên ta sẽ không đứng ngoài nhìn. Trương Nhược Trần một thân một mình, hướng thiên tôn điện đi ra ngoài. Ta đi cùng ngươi, Diêm Chiết Tiên bước nhanh đuổi theo. Ra thiên tôn điện, thấp giọng nói, tạ ơn, Trương Nhược Trần nói, nàng đi cùng, chỉ là vì nói cái này thôi sao? Diêm Chiết Tiên nói, lần này Diêm La Tộc vốn là thiếu ngươi nhân tình to lớn. Trong tình cảnh thế cục nguy hiểm nhất, ngươi lại có thể lưu lại giúp chúng ta. Ta thật rất cảm động, ta biết, trừ cốt Diêm La. Ngươi cùng vô nguyệt lo lắng hơn chính là thái thượng, thái thượng như động tới ngươi, ta sẽ chết tại trước mặt của hắn, đây chính nguyên nhân ta cùng đi với ngươi. Trương Nhược Trần hơi kinh ngạc, nhìn về phía ánh mắt kiên định của Diêm Chiết Tiên, nở nụ cười, ngươi đang cười cái gì? Diêm Chiết Tiên nói, Trương Nhược Trần nói, ta đang cười, nữ sinh hướng ngoại, quả nhiên không sai, ta và nàng thời gian tiếp xúc mới bao lâu? Nàng cùng thái thượng lại là quan hệ ruột thịt. Thái thượng từ nhỏ càng là yêu thương nàng. Nhưng nàng vì ta, có thể lựa chọn chết. Đối với thái thượng, nhưng lại không tín nhiệm như vậy. Nuôi con gái, thật là lộ a, à. diêm chiết tiên nào nghĩ tới Trương Nhược Trần lúc này cũng còn có thể trêu đùa nàng. Trương Nhược Trần thấy diêm chiết tiên tâm tình không có chuyển biến tốt hơn. Ngược lại càng thêm ủ rột, thế là nghiêm túc nói. Ta là cho là, mọi người không cần thiết, suy nghĩ xấu cho thái thượng như vậy. Thái thượng hẳn là cũng có chỗ bất đắc dĩ. Ngài ấy có lẽ cũng không nghĩ tới tình thế sẽ phát triển đến tình trạng ác liệt như hiện tại. Ta từ đầu đến cuối luôn tin tưởng sự tồn tại của tình thân. Người sẽ bỏ mặc người khác đoạt xá con cái của mình sao? Diêm chiết tiên trong mắt, không che giấu nỗi xúc động. Trương Nhược Trần trầm tư một lát, nói, nhưng nàng cũng phải minh bạch. Thái thượng không chỉ là phụ thân, trên vai càng là cả trí cường bộ tộc, gánh vác sinh tử tồn vong của cả bộ tộc, có đôi khi không thể tự lựa chọn cho lợi ích cá nhân. Phải cân nhắc lựa chọn giữa nặng và nhẹ. Ta chỉ hy vọng, mình có thể đầy đủ cường đại. Vĩnh viễn cũng không có ngày phải cần làm ra quyết định giữa việc chọn lựa giữ lấy hay từ bỏ. Ở giữa Đông Hải, xuân vũ phù các lơ lửng tại trên mặt biển. Toàn bộ Đông Hải, đều bị bóng tối bao trùm. Thôn phệ hết thầy quang mang cùng nhiệt lượng. Trương Nhược Trần trước tiên cứu chữa lão tử quỷ. Sử dụng thái âm ngọc thụ mặc nguyệt. Bên trong mặc nguyệt, đem thể nội hắc khí quỷ dị của hắn, từng tia một rút ra, thời gian không biết đi qua bao lâu. Trên huyền băng đài, lão tử quỷ bị thần liên quấn quanh, con mắt chậm rãi khẽ mở ra, trương nhược trần có thể cảm nhận được ý thức của hắn dần khôi phục. Nhưng, trạng thái của lão tử quỷ rất không thích hợp, mặc dù mở mắt, lại chỉ là chăm chăm nhìn phía trên, không có nhúc nhích, trương nhược trần duỗi ra ngón tay, muốn đem ánh mắt của hắn điều chỉnh lại, cút ngay. Lão từ tinh thần ý chí đã chiến thắng hắc ám, ý thức tự chủ đã trở về. Lão tử quỷ muốn đứng dậy, lại phát hiện thân thể bị trói lấy. Nói: "Bằng ngươi cái này mấy sợi tinh thần lực xiềng xích, muốn khóa lại ta? A, à, tinh thần lực của ngươi đạt tới cấp 90 rồi sao?" Lão tử quỷ mấy lần dùng sức, vậy mà không cách nào đem tinh thần lực xiềng xích đánh gãy. Trong lòng không khỏi hãi nhiên, nói: "Đây là thời đại nào? Đi qua bao nhiêu cái nguyên hội rồi?" cũng liền hơn một vạn năm đi. Trương Nhược Trần giải khai thần liên trên người lão tử quỷ. Sau đó, đem Bạch Vân thần tổ ra, khóa trên huyền băng đài. Lão tử quỷ đẩy cửa đi ra ngoài, định sử dụng tinh thần lực suy tính. Đầu đau đớn muốn nứt, suýt nữa ngã xuống đất. Hắc khí quỷ dị trong cơ thể tiền bối, mới rút ra một phần. Chỉ ít còn phải thêm mấy lần, mới có thể hoàn toàn thanh trừ. Trương Nhược Trần bắt đầu rút ra Bạch Vân thần tổ thể nội hắc khí quỷ dị lão tử quỷ đã suy tính thời gian, hoàn toàn chính xác chỉ mới qua hơn một vạn năm, hắn một lần nữa trở lại trong phù các, đi xung quanh trương nhược trần, trên dưới quan sát tỉ mỉ hắn mấy lần, người đến cùng là ai, sử dụng huyễn thuật muốn che đậy lão phu, mục đích là gì, lão tử quỷ nói, trương nhược trần nói, ta biết. Tiền bối trong lúc nhất thời rất khó tiếp nhận sự thật này, không phải chỉ là tinh thần lực cấp 90, rất đơn giản. Đâu cần phải tu luyện hơn một triệu năm lâu như vậy tiền bối bây giờ, đã có thể điều động tinh thần lực, áp chế thể nội hắc khí quỷ dị. Đi thôi, đi diêm la thiên ngoại thiên bốn tòa chủ trận đài giám sát một chút. Vạn nhất phát sinh biến cố, còn có thể giúp bọn họ một tay, chờ ta đem tất cả mọi người đều cứu chữa. Còn có chuyện trọng yếu khác cùng tiền bối nói, ngài rời đi hơn 10.000 năm qua, thế nhưng là phát sinh không ít đại sự kinh thiên động địa. Thời gian ngày lại ngày trôi qua cốt diêm la cũng không có tiến đánh diêm la thiên ngoại thiên. Đây hết thảy, Trương Nhược Trần có chỗ đoán được, dù sao, tại trước khi thiên mỗ tiến đến đối phó hắc ám quỷ dị. Đã trọng thương cốt diêm la, thiên mỗ, hạo thiên, và thạch cơ nương nương nếu là không địch lại hắc ám quỷ dị. Cốt diêm la ngược lại là xác suất lớn sẽ đến đây. Nhưng, bởi vì diêm nhân hoàn tự bạo thần nguyên thành công, ai cũng không biết tình huống chiến cuộc trong hắc ám dưới sự uy hiếp của ba tôn bán tổ ai dám tùy tiện mạo hiểm ngoi đầu lên bạch vân thần tổ thấp bà la đại đế khư côn chiến thần và huyền vũ thần tổ lần lượt khôi phục tinh thần ý thức sau khi phát hiện cứu bọn họ chính là trương nhược trần biểu hiện của bọn hắn cùng lão tử quỷ rất là giống nhau đương nhiên không thể thiếu các loại cảm kích cùng hứa hẹn trương nhược trần vốn là bị thương rất nặng sau khi liên tục cứu được năm người lập tức bế quan Tức dưỡng thương cùng vững chắc tinh thần lực, cũng luyện hóa hắc khí quỷ dị trong mặc nguyệt. Lần nữa xuất quan, đã là nửa tháng sau, là bị lão tử quỷ cưỡng ép can thiệp. Mới xuất quan sớm, liền cứu mấy người mà thôi. Về phần ngươi, làm sao lại bất ổn như thế? Có phải hay không phương pháp tu luyện tinh thần lực của ngươi đi đường tà đảo? Mới bất ổn như thế, tinh thần lực tu luyện mỗi một bước cần phải từng bước vững chắc. Nào có cái gì đường tắt? Lão tử quỷ nói. Trương Nhược Trần rất muốn lần bế quan này ít nhất cần trăm năm. Nói, đến cùng chuyện gì, nhất định phải gián đoạn ta bế quan. Bên ngoài coi như đánh cho thiên băng địa liệt, ta hiện tại cũng không quản được. Lão tử quỷ nói, trước giúp lão phu đem thể nội hắc khí quỷ dị toàn bộ rút ra đi. Tinh thần lực một mực không cách nào khôi phục, quá khó hành động, chuyện gì đều không làm được. Trương Nhược Trần trong lòng hơi động, nói, ta tinh thần lực tu luyện đi đường tà đảo, hư cực kỳ. Xéo đi, chỉ hỏi ngươi một câu. Đến cùng được hay không? Lão tử quỷ nói. Được, lão nhân ra ngài đều chủ động mở miệng. Sao có thể không được? Trương Nhược Trần lập tức lại giúp lão tử quỷ rút ra một lần hắc khí quỷ dị. Nói, tình huống hiện tại của Diêm La Tộc, thậm chí địa ngục giới, đều rất vi diệu, còn xin cửu thiên tiền bối hỗ trợ giám sát một hai. Trước khi ba vị bán tổ cùng hắc ám quỷ dị đấu pháp kết thúc nguy hiểm liền từ đầu đến cuối đều tồn tại. Lão tử quỷ ừ một tiếng, liền muốn rời đi, Trương Nhược Trần đột nhiên mở miệng, hỏi, tiền bối đối với nghịch thần tộc diệt tộc năm đó, hiểu được bao nhiêu, lão tử quỷ lập tức dừng bước, thân thể già nua run nhẹ nhẹ một chút, nói, tự nhiên hỏi cái này làm cái gì, ta chỗ này có một người, tiền bối có lẽ sẽ cảm thấy hứng thú, Trương Nhược Trần đem ngư tịnh trinh ném ra, giao cho lão tử quỷ. Hết chương 3795 rồi ạ, à. xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và subscribe để ủng hộ TSS Channel bạn nhé.